vì cái độ ứng dụng của nó, thực ích nó có một cái nội dung với lại cái trường tư vấn rất là quen thuộc với lại môi trường doanh nghiệp và công ty. Thì đối với một người mà cần cái bằng để mà ra đi làm liền thì cái thu ích nó rất là phù hợp hơn với một số cái bằng ngoại ngữ khác. Và cái độ ngắn gọn của bài thi nó cũng rất là phù hợp. Nếu mà triển khai đồng thời cả bài nghe và bài nói trong cùng cái ngày thi thì nó chỉ tốn 2 tiếng thôi. Và thấy nó rất là ngắn gọn, rất là ok. Vậy thì khi mà mình đạt được điểm 980 rồi thì mình cảm thấy là nó đã giúp bản thân mình phát triển như thế nào trong quá trình theo đuổi con đường sự nghiệp của bản thân mình? Cái thứ nhất là em có được một cái thang đo để mình biết được mình đang đứng ở đâu. Vì cái năng lực tiếng Anh nó ở khái niệm rất là mơ hồ. Mình phải có một cái số liệu để mình biết được là mình đang cần yếu ở cái mặt nào mình phát triển thêm. Thì sau khi mà có được cái số điểm đó thì rõ ràng đó là 980-999 là em vẫn còn một chút gì đó rất là thiếu sót. Thì cũng từ đó là em sẽ biết được mình đang cần phải cố gắng ở đâu. Thực ra lúc đầu mới nghe đến cái bài thi TOEIC và em tìm hiểu về những cái giáo trình thì có một vấn đề là hiện tại bây giờ rất là nhiều sách không TOEIC và cái độ rèn nó rất là cao. Và vấn đề của các bạn cần ôn và cũng là em cần ôn luôn, cần xác định luôn đó là phải lựa cho mình một cái bộ sách sao cho nó sát với lại cái nội dung thi nhất. Thì em đã quyết định em lựa quyển ETS và em thấy nó rất là ok. Vậy thì về quá trình thi thì mình có những gặp khó khăn hay là thuận lợi nào khi mà tham gia thi là mình thi là ở tại trường Hồ Chí Minh luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Thì mình có thể chia sẻ thêm là kiểu mình có thuận lợi hay là khó khăn gì không? Em thấy là không không có cái vấn đề gì hết. Vì đây cũng là một cái địa điểm rất là dễ đến. Đối với đa số các bạn, thường các bạn sinh viên ở thành phố thì cái khu vực của bạn đi đến đây cũng không quá xa. Và mọi thứ là trang thiết bị rồi vân vân, tất cả mọi thứ đều rất là ok. Vậy thì một câu cuối cùng thôi là em có khuyến khích các bạn sinh viên năm cuối như em có nên đi thi TOEIC hay không, và em có thể chia sẻ một vài lý do vì sao em nghĩ là nên hay là không nên thi một số điều mình muốn nhắn nhủ với mọi người đó là cái bài thi TOEIC này như em đã nói ở phía trên đó là cái độ ngắn gọn của nó rất là cao và cái tính ứng dụng của nó cũng cao rồi. Thì nếu mà đối với những bạn nào có nhu cầu cần bằng liền để ra trường hoặc là đem vào để nộp cho công ty thì TOEIC là một cái bài rất là lý tưởng và nó rất là phù hợp với mọi người, có nghĩa là cái người nào mà level thấp thì cũng có thể ôn lên cho level cao, không như những cái bằng khác thì nó yêu cầu cái độ hiểu biết về ngôn ngữ rất là nhiều. Còn ở đây thì mình tập trung vào một cái mảng đó là về công ty, về doanh nghiệp, về môi trường làm việc thôi thì nó cô đọng hơn và mình sẽ dễ kiểm soát hơn. Thì mọi người nên cân nhắc bài thi TOEIC này nó rất là ứng dụng. Đưa cái bảng ra. Hả? Chào các bạn. Các bạn biết Vũ Khắc Tiệp không? Vũ Khắc Tiệp người ta gọi là đại sứ cách ly đúng không? Còn mình là Hãy đăng ký học tour của mình để mình có kinh phí thi thêm lần nữa cho đủ 999. Thầy giáo nghèo khổ.